Xin chào mọi người ơi, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm cái video để hướng dẫn cho các bạn cái dự án, con này là con tháp SG iROP nhé các bạn nhé. Dự án này thì nó có hai chương trình iROP, vòng 1 thì nó đã có ở trên web nha các bạn nhé. Trên web thì đến ngày 29 là kết thúc hay sao ấy, thì ngày 29 là nó trả. Thì với lại là ngày 29 thì như nó list đều ở trên sàn là Uniswap các bạn nhé. Thì hôm nay nó có một cái chương trình round 2 nữa là chatbot. Thì các bạn cũng chỉ là điền lại cái cách mà các bạn làm ở trên web thôi. Đấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, đầu tiên là các bạn sẽ chatbot. Đầu tiên là các bạn sẽ đăng ký website. Đăng ký web thì các bạn làm iDrop ở trên web, sau đấy thì các bạn sẽ chatbot nhé. Nó có hai chương trình. Một chương trình là khoảng 44 đến 50 đô la. Nói chung là tất cả đều cái gì mà tự dưng lại phải bật ấy đấy. Tắt đi thôi. Ủa, ở đây sao lại có cái gì này? Hình như là mình đã đăng ký rồi hả? Ồ, hôm trước là đăng ký ở đây rồi. Xóa đi nhá. Các bạn sẽ ấn lại cái link của mình lúc nãy nhá. Để đăng ký chứ. Đăng ký mới chứ. Đấy, username thì các bạn ghi nhá. Email này, mật khẩu này, sinh in này, nó sẽ có một cái email để các bạn copy nhé, vào trong email. Con này làm khá là lằng nhằng nha mọi người nha, đấy, mọi người chú ý nhé. Các bạn để ý ở cái phần ấy xem. Phần gì nhỉ? Thư giác xem có không nhá. Thư giác đây, không có. Đây không có. À đây, mới về này. Không phải. Bên này xem có không? Trời ơi, mày về ở đâu vậy? Má. Nhưng mà không có email về. Bảo tôi click cái kiểu gì. Má ơi là má. Thư giác này. Đây. Bố mày. Nói về phần spam nhá. À, về phần thư giác ấy nhá mọi người nhá. Nếu mọi người chú ý đấy. Ok, log in. Cái này là email nha. Cái này là email. Rồi các bạn lưu lại. Ok, vào trong thì các bạn thấy là nó sẽ hiện ra này nha. Thì mọi người nhớ là đây, các bạn quan tâm đến cái phần gì nhỉ? Airdrop ở đâu? My token này. My token. Ok, ở đây thì các bạn sẽ dán cái ví này. Ví My Ether Wallet nhá. Lằng nhằng lại không làm được hết. Đây, các bạn copy là cái ví ETH này. Paste vào đây và ấn save nhé. Ok, ở đây thì các bạn sẽ nó sẽ hiện ra phần iDrop System ở đây nha. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có 6 cái chương trình iDrop này. Đấy, iDrop đầu tiên là các bạn theo dõi cái group của nó này. Mình sẽ làm từ dưới lên. Người ta làm từ trên xuống, mình tạm làm từ dưới lên nhé. Đây, các bạn ấn join cho mình nhé. Join thôi. Ôi trời ơi, mày chạy đi cho tao nhờ cái. Đấy, các bạn copy lại tên này. Và đây các bạn dán tên vào đây. Một cái group này nữa là hai nha. Hai cái group nha mọi người. Sau đấy dán tên vào là xong thôi. Con này làm khá là lằng nhằng nha mọi người nha.
Rồi, các bạn ấn vào edit edit the text. Tôi đã làm cái text này rồi, để cho nó duyệt nhé. Đấy, cứ như thế là các bạn có nhiệm vụ gì là các bạn cứ làm thôi. Ở đây nữa là các bạn theo dõi Twitter này, like và retweet lại pin the post này. Thì các bạn sẽ vào đây, sau dán tên vào cho tao. Mọi người không hiểu thì cứ dịch ra là được mà. Đây, flow nha. Like này, retweet lại pin the post mà, thì là cái bài này. Bài đầu tiên đi. Nó có chương trình AirDrop ở đấy nhé. Các bạn sẽ copy lấy cái tên này, dán vào đây, lại ấn vào tiếp. Đấy, cứ thế mà làm thôi. Khó nhất là có mỗi cái đầu tiên là nó yêu cầu mình thay đổi cái ấy thôi, cái hình ảnh ở trên Telegram thôi. Đây, cái đầu tiên này. À, cái này. Cái này là photo the link tab game vào cái tên nhá, các bạn add cái tab game vào tên này và tải cái này xuống nữa này, mọi người tải cái này xuống nhá. Đấy, các bạn tải xuống rồi này, quay lại cái phần Telegram nhá, thì mọi người sẽ vào phần setting. Rồi, tự dưng ta bực mình, bọn này ghê cơ. Edit last name thì các bạn sẽ ấn vào tab game ở đây, ấn lưu lại. Rồi, cái hình ảnh đây nha, thì các bạn sẽ ấy lại cái sửa lại cái hình ảnh này. Ấn vào cái này. Rồi. Đây nha. Các bạn close đi. Xong dán cái setting, cũng các bạn cũng dán tên vào cho nó nhé. Mẹ nói mấy tiếng đồng hồ chưa xong cái này. Đấy, để cho nó duyệt nhá. Mấy phút rồi đây này. 7 phút rồi đó mọi người. Mà chưa xong này. Hình như cái này 10 phút là ấy đấy. 10 phút là kết thúc, tại vì hôm trước mình không có, chưa có đăng ký, chưa có correct được cái phần ghi video. Đấy, còn cái này thì các bạn sẽ train nhá, train about cái thì các bạn vào trong Twitter ấy. Train nhá. Twitter của tôi đâu đây? Thì các bạn sẽ copy lại cái hashtag này. Đấy, copy lại. Ấn vào đây. Rồi các bạn ấn chuyên nhé. Đấy, ở dưới đây các bạn ấn vào view. Ở đây thì các bạn sẽ copy lại cái link này. Dán vào đây. Ấn vào edit text. Rồi, ok, còn cái bên dưới này cũng thế nhá các bạn nhá. Các bạn join Discord này. Join Discord và dán tên vào cho nó nhá. Ở đây các bạn sẽ join Flow Medium sau dán tên vào cho nó là được nhá. Còn ở bên này thì các bạn chatbot cho mình này. Đấy, mọi người chatbot thì vẫn là điền lại cái thông tin thôi. Các bạn điền lại cái thông tin mà lúc nãy thôi, các bạn ấn Start này. Đấy, ở đây thì các bạn ấn vào Submit này, tại vì là mình đã làm hết rồi mà. Cái này don thì các bạn sẽ submit username thì các bạn lại copy. Nói chung là các bạn điền lại những cái ở trên web thôi mọi người ạ. Cái này khá là đơn giản. Đấy, cái này Twitter thì các bạn cũng dán cái tên Twitter của mình vào. Đấy, trên Twitter của các bạn nhé. Dán trên Twitter sau dán ví ERC20 vào là xong nhé các bạn nhé. Là kết thúc thôi mà. Nói chung là nó cũng làm lại như kiểu lúc nãy mình ấy ở trên đấy. Đây là cái email mà các bạn đã đăng ký ở trên web nha. Sau đấy là ví với ERC20 nữa là kết thúc nha. Ấy. Đâu rồi? Đấy, ví nữa là kết thúc này. Đấy, xong mà. Hết chưa? Gần hết thời gian rồi. Thôi, coi như là xong nha mọi người nha. Đấy, đây là link giới thiệu bạn bè này. Đấy, ở trên này thì cũng các bạn cũng có thể sẽ thấy link nhá. Đấy, để link cho các bạn giới